Não. Cái bốn gậy lốc nó không rào, cái đầy máu mẹ cái gậy lốc cha. Nó không ra cho ông lấy một cái đai máu lấy cái gì ghép vậy lốc. Sĩ nè má toàn giáp rồi. Ôi Blitz tay luôn mấy rồi ạ. Ai tầm thật là thú vị. Đấu sĩ không vậy trời. Đấu sĩ một nửa, hiệp sĩ cũng một nửa. Này, ba đối thủ hiệp sĩ. Sao là đấu sĩ nữa? Bỏ đấu sĩ đi. Để một clip thôi. Để một clip phá game. Chơi luôn. Chơi lại, chơi lại. Bơ mày với thằng nhóc. Chơi mày. Anh đánh win trick. Tao đánh win trick mà. Mày giáp gai giáp cụ mày giờ sao? Đậu sai như nào? Như nào? Như nào? Mày chơi không? Mày chơi không? The power of true ice. Bởi nếu này suy tao cho bởi đi kéo chết cô chứ mày. Để quan tâm những tác phẩm còn lại. The dark should be me. Đào. Cáo hay lẹ. Khô máu. Ván này là ngày khô máu. Ngài phá khô máu. Mày hả? I release them from their pain.
Xin con vào lít. Đạo. Một khi nghe đã lầy. Vẫn còn bán máu à? Rồi. Không phải lấy nó còn được bước nữa. Thế còn lại muốn phải đéo quan tâm. Lùi bởi lít 3, 3 giáp gai. Sẵn đéo nào. Lít 2 máu nhiêu? Cái nen núp gì cái nen? À, mày núp không thành đâu con. Trốn đi đâu? Đà gì ớt? Đà gì ớt? Cái nen xoáy á. Để lo việc còn lại đi. Động sai nhỉ. Trời ơi. Thực sĩ lên hai hết luôn. Rào sao ấp chết nhé, tốt ra luôn. Quẩy mắt lên. À đúng, phá game có khác. Phá game thì đánh đéo thua bán nào. Bán nổi. Cho mày cái cung này bay. Cầm khỉ khỉa chơi đi. Bờ lít. Chết cụ chứ mày. Hai anh em tao mà đồng tâm hiệp lực kéo một con này, con đấy chỉ có chết. Hiệp sĩ hộ vệ nuôi một con bờ lít 3 kéo chết cụ. Bờ lít đứng trên luôn nhé, đứng dưới đâu. Chó gác này. Chết cụm chó gác. Chết luôn chó gác. Tại cái gì? Tại đây. Cả mày chơi không? Chơi không? Mày chơi không? Đâm chết cậu mày luôn. Bà lít xoáy nó bà lít. Đâm kéo. Đâm chết cậu đó. Mày sao lần nữa?
On wings of fury. Bố mày không quan tâm những thứ còn lại. Ủa Lucy 2 sao mày không mua ta? Ngáo à? Thằng dép solo mày. Solo mày. Thằng dép tao đây, tao đằng sau đây. Xỉa nhanh thằng kia đấy, solo mày. Xỉa tao hả mày? Mày xỉa ai? Mày xỉa ai? Mày vừa xỉa ai? Mày vừa gãy nít ra đấy. Lucy luôn, bỏ ra ông tí mua lại. Xài leo nào cũng được. Hỏi ra không? Đây, leo nè đây luôn. Mẹ vừa bắn ra ông xong. Lầy. Em chơi tầm 11 ván thắng liên tiếp, sau đó cứ thế 11 ván thua. Rồi, hai Baron đã chết con Ari nè. Chết cụ con Ari nè, như nè. Này lý 3 hả? Ba con này lý 3. Mày đứng đấy mày khèo đi, mày đứng đấy mày khèo đi. Kéo chết cụ của mày luôn nè. Đấm chết cụ của mày lên nè. Kéo ai? Mày khèo cái gì? Khéo không? Này là Liva. Này là Liva. Thích này là Liva không? Giáp! Cho tôi giáp! Hãy đưa hết giáp đây! Bao nhiêu giáp tôi cũng thầu hết á. Cứ để tôi. Đây, giáp. Hai giáp rồi. Tao điên rồi. Tao điên rồi. Bobby. Hôm nay Châu điên quá. Let's do this. Quý tộc cái gì cái tầm này. Này, 4 hiệp sĩ, 2 blitz. Quý tộc cái gì cái tầm này. Nhào vô. Ôi chết mẹ nó mang nó blitz chết ngay khốn nạn. Ê nó tiền không mất máu anh em ơi. Ông tưởng anh tôi mà dễ hả? Ôi bốn hiệp sĩ rồi hả? Đầy máu mà ngon á. Đầy máu mà ngon. Mày tưởng mày ma blitz tao là mày thắng á? Mày ma blitz tao là mày thắng á? Mày tưởng mày thắng ư? Mày tưởng mày thắng ư? Always bring pro. Đợi xíu để mình suy nghĩ á. Thôi hai blitz nó vẫn ngon hơn là hai hậu vệ nha. Hai blitz chơi vô nó vẫn vui hơn là hai hậu vệ chứ. Tao điên rồi.
Tao điên rồi. Rồng 2. Bán lùng xì. Bán vầy luôn, mua Darius. Lấy Blitz xong lấy ma bỏ vô nữa. Vui vậy thôi, để con Raven vô chạy chọn đi. Cho nó có đam. Blitz đứng đây cover. Thằng này qua đây, hàng này qua đây. Đó, Blitz đứng đây cover. Đấy. Hấp chết tiếp. 4 hiệp sĩ, 2 hậu vệ, 2 Blitz. Ba giáp gai. Việt Nam là nói là làm, là đéo có nói nhiều. Ma một cái gì đi chỗ khác. Bao nhiêu tiền rồi? Ra sau ốp chết. Thấy hai hậu vệ ra, bỏ bớt con Blitz đi. Để Raven nó chọn cũng được. Hai cái nước mắt tí cho con nào ta? Tí cho con kêu đi. Tiến kêu cho kêu. Rồng hay là con này ngon hơn ta? Rồng hay xin Raven ta? Cho rồng vô được không? Thôi, Blitz cho nó vui. Tí lượm cái đai máu. Lấy cái gì chỉ trừng tội hồi máu cho Blitz. Đó, bắn đi. Bắn đi mấy thằng nhóc. Có Blitz đấy dễ nhai đó, Blitz này nè. Đó, bắn đi. Bắn, bắn đi, ừ, bắn đi. Bắn. Ê, lấy nó xét anh em ơi, nó có nó xét anh em ơi. Cái nó xét nó ghê quá anh em ơi. Cái nó xét nó ghê quá. Đó, cái nó xét. Cái nó xét khốn nạn. Cái nó xét khốn nạn quá. Ui, Raven, nè. Từ từ, từ từ. Raven gọi là phụ đam kết thúc thôi. Blitz mới là chính. Mình đợi con Pan ấy. Trời ơi, dâm ba sát thủ, thấy hai giáp gai chưa? Trời ơi, chí mẹ, đánh đi, đánh mạnh lên, sát thủ. Sát thủ với chúng tôi. Sao Blitz đâu ta, cái xa cái sủng gì đây. Mình phải lên Blitz 3 mới đủ châu. 135 giáp, giảm 57%. Thế con Leona này giảm bao nhiêu? Ngài điên rồi. À, quá đồ đã được chết rồi. À, cái ta xoáy kìa. Cái ta có đế chế không? Ờ, cái ta không có đế chế, xoáy chưa có chế được đâu. Rồi, vẫn còn Blitz. Kéo chết mở mày. Mày đấm ai? Mày đấm ai? Kéo chết mở mày luôn. Mày đấm không? Mày đấm không? Mày thích đấm không? Ngày thua nhiều quá, ngày điên rồi.
bài rất gai. Yasuo vô hai nước mắt cái. Bây giờ chảo con nào cầm hai nước mắt ngon nữa. Rồi má chim cánh vô mà bằng 40 mấy đam kìa. Wow. Mình thích mấy thằng sát thủ lắm. Ui 20F. Ui vô cực. Cuồng đao vô cực. Raven cuồng đao vô cực. Ê thay con này chứ. Ba quý tộc này. Raven cuồng đao vô cực nhỉ. Cuồng đao vô cực. Dịch khổng lồ. Cái này là gì? Rít kỹ năng không ngon. Vô cực. Thôi vô cực đi. Cùng đau vô cực đi. Ốc chết Yasuo hai nước mắt à. Cho mày BF luôn không? Đồ lẻ quá. Cho kêu hai nước mắt đi. À cho kêu Sojin. Kêu Sojin. Từ từ cho nó khóa đồ đã. Rồi. Trời ơi, sát thủ với chúng tôi. Sát thủ với chúng tôi. Sát thủ với chúng tôi ư? Sát thủ với chúng tôi. Thank you.
đánh nhau lâu quá. Đánh nhau mệt lắm mọi người ơi. Yasuo 2 đi cho Yasuo 3 giáp gai luôn. Chắc vui. Yasuo 2 vô, Yasuo vô cho Yasuo 2 là 3 giáp gai. Rồi phải không xài hậu vệ nữa, xài 6 hiệp sĩ cho nó vui. Rồi chúng mày gặp 3 giáp gai, này Nali 3 giáp gai này con. Lần này mà không phá được đồ tao mày thắng bộ cái một thằng chết. Anh em chết hết đi để anh thể hiện. Anh em chết hết đi. Đúng rồi Nali. Giết hết đi. Để lại mình ăn thôi. Đúng rồi, để lại mình ăn thôi. Trời ơi, Nidalee grip down 2k rưỡi. Phá 2k rưỡi đó. Quá tao đau quá à. Chết. Tao chết mất. Tao cười chết mất. Cái này Raven ngon nè. Raven cẩm này ngon lắm nè. Có đàm lắm luôn đấy. Ok. Mẹ, khi cái trình độ phá game của bạn nó đã lên tới đỉnh điểm. Đã nói lên chết 9, đéo nói nhiều. Con Pan lên 2, tôi vứt 3 cái giáp gai cho con Pan. Tôi bán con rồng đi, tôi cho con rồng này vào. Đấy. Tôi bắt nhé. Nó mới vui. Thử đánh rồng một hit coi. Rồng đứa mất máu nè. Một thằng dễ ghê đấy. Dễ ghê đấy, ok. Xong chưa? Dễ hết đi anh chưa? Nè. Dễ anh nè. Ấy, mày. Mày mà thằng. This is where Draven is. Raven chọn cái ra gì lắm đấy đùa. Ồ, Raven chọn một hit trên thằng kìa. Đùa. Chết mẹ thua kìa. Á, à, thua kìa. Á. À. Yeah, đồ hiệp sĩ đi, đồ hiệp sĩ vui. Ồ, nó xét. Nó xét càng vui, nó xét thì càng vui. Nó xét thì càng vui các bạn nè. Nó xét trai là kêu ha. Kêu sống cũng dài. À tí cho rồng. Up chết lên. Kiếm Pan 2 đi. Kiếm con Pan 2, vứt đồ cho con Pan, bỏ rồng đi. Pan 2 là 1700 trừ 17 1530. 1530 máu. Vứt đồng bộ được rồi, đồng bộ phế quá. Trời rồng, ôi 1400, 2500, 2500. Ôi ôi rồng, thương rồng quá.
Rồng ăn 3 phát phản đam chết queo luôn. Trời ơi, rồng ấy là rồng. Braum nó bị AP giết bạn ơi. Braum cái gì? Braum nó gặp mấy con AP là chết 36 tiền đúng không? Đúng rồi. Cái tên Yasuo ra quẩy vui nhỉ. Hay là mình chơi 26 hiệp sĩ. 6 hiệp sĩ hai rồng coi. Xem như nào. Chết mẹ lại khóa đồ rồng rồi. Không sao, 6 hiệp sĩ rồi, châu lắm. Nhả đồ tao ra làm chết ru mày. Mày bắn này, mày nãy mày bị bắn này. Chết mẹ rồi, nó khóa đồ. Nó khóa đồ con rồng, phải lui con rồng xuống các bạn ạ. Nó khóa đồ con rồng cũng nặng quá. Đây rồi. We are what we overcome. Ba chết chín. Nào, vô. Thư không cái gì? Vô. Rồi chết hết chưa? Để ăn. Để ăn. Cụ mày. Ai da, ai da, hư không. Hư không đánh đâu á, thằng chó nó chưa hư không. Ai giết thằng hư không đi. Alo, ai giết thằng hư không đi. Em đùa đấy. Ai giết thằng hư không đi coi. Ai giết thằng hư không cho em nhờ cái. Lắm thế, kiếm một rồng coi. À, leo na không biết có nên bỏ trong đây. Bây giờ mình tới ra lục đồ, mình lục được cái đồ hiệp sĩ này ngon. Mình cho con leo na. Sao gặp nó hai lần liên tục vậy? Trời ơi, thằng này top 2 rồi, thằng này nó nuôi hư không, nó kéo tơ mình. Ôi, sao mình gặp thằng này hai lần liên tục. Gặp thằng kia, giết thằng kia đi, cho tôi ra lục đồ, tôi nghĩ tôi phải gặp thằng sát thủ chứ. Tôi cay đấy. Thằng này nó nuôi hư không để nó kéo tơ mình các bạn ạ. Thằng này nó cố tình nó kéo tơ mình. Tại vì mình chơi cái đội hình này là mình giết hết cái thằng còn lại rồi. Và chỉ thằng này nó không sợ mình thôi, chứ thằng này nó cực kỳ sợ những đội hình khác. Mẹ